Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai vừa cho biết mực nước tại thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Tại trạm Tà Lại sông Đồng Nai, mực nước lên khá nhanh rồi xuống lại gần mức báo động 1. Tại trạm Phú Hiệp sông La Ngà, mực nước ít biến đổi trên mức báo động 1. Tại trạm Tà Lại sông Đồng Nai ở mức 111,86m, mức dưới báo động 1 0,14m, thấp hơn 2,45m so với mực nước của trận lũ lịch sử năm 1987 là 114,31m. Tại trạm Phú Hiệp sông La Ngà ở mức 104,81m trên mức báo động 1 0,31m, thấp hơn 3m so với mực nước của trận lũ lịch sử năm 1999 là 107,81m. Dự báo đến chiều mai, mực nước tại trạm Tà Lại sông Đồng Nai dao động ở mức thấp hơn 0,3m đến sắp xỉ mức báo động 1 112m. Còn mực nước tại trạm Phú Hiệp sông La Ngà tiếp tục biến đổi chậm ở mức cao hơn 0,2 đến 0,4m so với mức báo động 1 104,5m. Cảnh báo khu vực có khả năng xảy ra lũ sông Đồng Nai và sông La Ngà đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai. Mực nước trên các sông suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.